Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay với một số nội dung đáng chú ý sau đây. Nậm Nhùn sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án kè chống sạt lở tại huyện Phong Thổ. Thưa quý vị, thưa các bạn, Đảng bộ huyện Nậm Nhùn vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Chu Lê Trinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện một số ban ngành của tỉnh. Tính đến tháng 6 năm 2023, đã có 20 trên 30 chỉ tiêu thành phần đạt và vượt nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tổng sản lượng lương thực có hạt toàn huyện ước đạt trên 13.000 tấn. Tiếp tục chăm sóc duy trì các mô hình cây ăn quả với tổng diện tích hiện có là hơn 477 ha. Tốc độ tăng đàn gia súc bình quân là 4,5% trên năm. Toàn huyện có 495 lồng cá. Nuôi ong có hơn 1.626 thùng với sản lượng trên 6.500 lít. Tỷ lệ che phủ rừng hàng năm đều tăng, đến nay ước đạt 57,1%. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đến hết năm 2023 đạt trên 4.700 tỷ đồng. Hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được đầu tư xây dựng. Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được duy trì, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm. Số trường chuẩn quốc gia ước đến hết năm 2023 đạt 19 trên 31 trường. Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm chỉ đạo. Các hoạt động phong trào văn hóa được đẩy mạnh, quan tâm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước trong nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu vùng xa. Ước thực hiện đến năm 2023, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện Nậm Nhùn bình quân đạt 4,43% trên năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng một người trên năm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng Đảng được quan tâm. Hàng năm công tác đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên đảm bảo theo quy định. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác phát triển Đảng. Hàng năm kết nạp từ 60 đảng viên trở lên. Đến nay toàn huyện đã kết nạp được 206 trên 300 đảng viên. Thưa quý vị, thưa các bạn, công tác khám chữa bệnh được nâng cao về chất lượng, cơ bản đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Tổng số dịch vụ kỹ thuật tại tất cả các tuyến đều tăng so với cùng kỳ năm 2022. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn của tỉnh ổn định. Đó là đánh giá tại hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 vừa được Sở Y tế tổ chức. Trong 6 tháng đầu năm, ngành y tế đã thực hiện tốt chương trình ký kết hợp đồng chuyển giao kỹ thuật với 3 bệnh viện tuyến trung ương. Đó là Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện E và Bệnh viện Nội tiết Trung ương, gồm các kỹ thuật cao như bơm, xi-men, qua đường ngoài cuống vào thân đốt sống, phẫu thuật trĩ, đào tạo chuyên ngành phục hồi chức năng, đọc kết quả phim CT scanner. Kỹ thuật phẫu thuật tuyến giáp. Về các dịch vụ kỹ thuật, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện được hơn 6.400 dịch vụ, tại tuyến y tế cơ sở đạt trên 14.200 dịch vụ. Song song với đó, ngành y tế tỉnh đã bước đầu giải quyết tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại các cơ sở khám bệnh, duy trì tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Từ đầu năm đến nay, tổng số lần khám bệnh toàn ngành tăng 49.800 lượt bệnh nhân so với cùng kỳ năm 2022, điều trị nội trú cho gần 36.800 lượt bệnh nhân. Đối với công tác phòng chống dịch bệnh được duy trì thường xuyên, khống chế hiệu quả dịch COVID-19. Trong 6 tháng, toàn tỉnh phát hiện hơn 590 ca mắc mới, giảm sâu so với cùng kỳ, không có trường hợp tử vong. Để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong những tháng cuối năm, toàn ngành tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, chủ động về hóa chất, vật tư, phương tiện, nhân lực, tăng cường giám sát, phát hiện sớm, kiểm soát chặt chẽ, khống chế kịp thời, không để dịch bùng phát. Đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tinh thần y đức, quy tắc ứng xử tại các cơ sở y tế, tăng cường triển khai dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao và thực hiện chuyển giao dịch vụ kỹ thuật cho tuyến dưới, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế. Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm gần đây, xã Ma Quai là một trong những địa phương của huyện Sìn Hồ đi đầu trong việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống thiên tai nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ, sạt lở đất gây ra. Nắm rõ được tầm quan trọng của công tác phòng chống lụt bão, đảm bảo tính mạng tài sản cũng như là duy trì ổn định đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trên địa bàn, nên công tác phòng chống lụt bão luôn được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu. Với phương châm phòng là chính, ngay đầu mùa mưa, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã tổ chức tuyên truyền, giáo dục và phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai, kiểm kê trang thiết bị phòng chống bão lũ, tìm kiếm cứu nạn của địa phương. Để đảm bảo công tác phòng chống thiên tai của xã thì ngay từ đầu mùa mưa thì Ủy ban nhân dân xã cũng kiện toàn ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho thành viên ban chỉ đạo phụ trách ở các bản, đồng thời đó là tuyên truyền cho bà con nhân dân che chắn nhà cửa và phòng chống thiên tai, để phòng chống lũ ống lũ quét ở các lán trại chăn nuôi ở gần bờ sông bờ suối đấy thì phải chủ động, khi có trận mưa đấy phải chủ động cảnh báo để người dân biết, để biết ra ở nơi an toàn. Cùng với việc kiện toàn lại Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, bão lũ và tìm kiếm cứu nạn của xã, hàng loạt thông báo kế hoạch phương án phòng chống lụt bão đã được địa phương ban hành cụ thể để thống nhất trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và điều hành khi có sự cố xảy ra. Mùa mưa bão năm 2023 dự báo sẽ có những diễn biến bất thường. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Ma Quai đã xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của từng thôn bản. Hiện nay trên địa bàn có 6 hộ dân có nguy cơ sạt lở. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các đoàn thể xây dựng phương án phòng chống sạt lở, chủ động di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, chuẩn bị mọi điều kiện về nguồn lực, phương tiện sẵn sàng ứng phó với lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra. Để phòng chống thiên tai lũ lụt thì bản chúng tôi thì cũng khi nào có thời tiết mưa gió nhiều thì cũng triển khai tuyên truyền, họp bà con tuyên truyền cho bà con chằng chéo lại nhà cửa, với cả những khu vực có nguy cơ sạt lở thì chúng tôi cũng vận động bà con di dời ra nơi an toàn. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai, lường trước được mọi diễn biến thời tiết xấu, nên năm 2022, mưa đá, gió lốc với lượng mưa lớn, sức gió mạnh nhưng thiệt hại trên địa bàn của xã luôn được hạn chế ở mức thấp nhất, không có thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Hy vọng với sự chủ động vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể xã, những thiệt hại do thiên tai mưa lũ gây ra trong năm 2023 sẽ ở mức thấp nhất, qua đó giúp nhân dân ổn định đời sống, yên tâm lao động sản xuất và phát triển kinh tế. Xác định dự án kè chống sạt lở bảo vệ dân cư, cơ sở hạ tầng tại huyện Phong Thổ có vai trò quan trọng. Thời gian qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh Lai Châu đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công. Từ đó, phấn đấu sớm hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng để ổn định tâm lý cho người dân, cũng như là thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Dự án kè chống sạt lở bảo vệ dân cư, cơ sở hạ tầng tại hai bản Vàng Pheo và Phiêng Đanh, xã Mường So, được khởi công từ tháng 2 năm 2023. Trong đó ở bản Vàng Pheo xây dựng phía bờ hữu suối Nậm Lùm và bờ tả suối Nậm So có chiều dài 0,637 km. Ở bản Phiêng Đanh xây dựng phía bờ hữu suối Nậm So có chiều dài 1,058 km. Ngoài các hạng mục chính, kè đứng, kè mái nghiêng, đường trên đỉnh kè, còn có các công trình phụ trợ như đê quây, kênh dẫn dòng, đường công vụ. Dự án có tổng kinh phí đầu tư 55 tỷ đồng từ nguồn ngân sách do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư, 4 đơn vị thi công gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và xây dựng Khánh Hưng, Công ty trách nhiệm hữu hạn số 10 Lai Châu, Công ty cổ phần Tân Phong, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Quảng Đông. Để bảo cái công tác mà tiến độ và công tác chất lượng thi công, biết là cái vì lựa chọn được nhà thầu mà có năng lực mạnh về tài chính, về kinh nghiệm đã làm công trình kè dọc tuyến rất nhiều. Thứ hai là công tác lập cái hệ thống quản lý chất lượng của ban. Thì ban đã thành lập hệ thống quản lý chất lượng là bao gồm có một đồng chí tổ trưởng và 5 đồng chí giám sát viên, là thường xuyên 24/24 là giám sát trên công trường, kiểm soát cái nguồn vật liệu đầu vào, cát, đá, đấy, là tất cả các nguồn gốc, và lấy cát vật liệu đều phải có mỏ được cấp phép ở trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thi công thì vẫn tổ chức kiểm định thường xuyên lấy mẫu định kỳ để tổ chức kiểm định đánh giá lại chất lượng công trình hàng tháng, hàng quý. Tại dự án kè ở khu vực bản Phiêng Đanh, các đơn vị thi công đang tập trung máy móc nhân lực làm việc theo từng đoạn. Một số các hạng mục kè đứng, kè mái nghiêng đã được hoàn thành giúp bảo vệ đất đai, hoa màu, nhà ở của người dân. Đơn vị chúng tôi là nhận được 1 km kênh và kết hợp cả kè mái nghiêng kè Mã Nguyên cùng với cả đường. Cùng hiện tại thì đơn vị chúng tôi đang đẩy mạnh thi công cái hạng mục kè đứng để mà để vượt lũ. Ở trong cái tuyến kè này thì chúng tôi đã thành lập một cái tổ giám sát gồm 5 người. Trong đó là tôi là được giao cái nhiệm vụ chính ở cái tuyến Vàng Pheo và Phiêng Đanh. Thì trong quá trình giám sát thì chúng tôi đã thay nhau để có mặt thường xuyên để kiểm soát từ vật liệu đầu vào, về cái chất lượng bê tông trong quá trình thi công thì cũng đã tổ chức kiểm tra, kiểm định để xác định được cái chất lượng của bê tông. Thì với cương vị là một người giám sát thì chúng tôi cũng luôn cố gắng là bám sát hiện trường, là có mặt thường xuyên và cùng với nhà thầu để bàn bạc đưa ra cái phương hướng để giải quyết các vấn đề và thúc đẩy được nhanh tiến độ. Trong thời gian tới, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh tiếp tục đôn đốc các nhà thầu linh hoạt giải pháp thi công kè trong mùa mưa. Hàng tháng, hàng quý tiến hành họp giao ban trên công trường, nắm bắt tình hình, những khó khăn vướng mắc kịp thời tháo gỡ, phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân, tạo mặt bằng cho đơn vị thi công, cũng như yêu cầu nhà thầu đảm bảo an ninh, an toàn lao động trên công trường, phấn đấu hoàn thành dự án kè vào cuối năm 2024, từ đó góp phần ổn định dòng chảy, bảo vệ dân cư, đất đai và các cơ sở hạ tầng thiết yếu, giúp người dân yên tâm sinh sống, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Thưa quý vị, thời gian qua, xã Giang Ma, huyện Tam Đường đã chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Để đàn gia súc không bị dịch bệnh, cấp ủy Đảng, chính quyền của xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hết sức thiết thực, qua đó giúp cho người dân yên tâm chăn nuôi sản xuất, vươn lên phát triển kinh tế. Phóng sự sau đây phản ánh nội dung này. Quý vị và các bạn cùng theo dõi. Được cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là cán bộ thú y xã tuyên truyền, nên gia đình anh Giàng Am Măng, bản Phìn Trải, xã Giang Ma, huyện Tam Đường đã hết sức thận trọng trong việc phòng bệnh cho đàn lợn, đàn trâu. Gia đình anh là một trong những hộ chăn nuôi đi đầu trong việc dọn dẹp vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng vaccine đầy đủ cho đàn gia súc. Hiện nay gia đình anh đang tích cực chăm sóc cho đàn lợn gồm có 6 con lớn nhỏ và 1 con trâu. Năm nào mình cũng mang trâu đi tiêm, năm nào cũng cho con lợn đi tiêm phòng. Cho nó không có bệnh. Thời gian tới thì mình cũng tiếp tục chăm sóc cho nó tốt. Hiện nay tổng đàn gia súc của xã Giang Ma có trên 4.000 con, gia cầm làm gần 16.000 con. Mặc dù là xã không bị ảnh hưởng nhiều trong đợt dịch tả lợn châu Phi trong những năm trước đây, nhưng xã đã không lơ là mà thường xuyên tuyên truyền cho bà con nhân dân phòng chống dịch để tái đàn gia súc. Cùng với đó là đẩy mạnh việc kiểm soát việc vận chuyển lưu thông gia súc gia cầm trên địa bàn, phấn đấu tăng trưởng đàn gia súc từ 5 đến 6% hàng năm. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và phòng trừ dịch bệnh với gia súc gia cầm xã, đến thời điểm này, các hộ chăn nuôi trong xã đã quan tâm đến công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi, xử lý tốt chất thải chăn nuôi. Người dân bước đầu đã tiếp cận và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Tuy nhiên, muốn phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi hiệu quả, quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân. Do đó, các hộ chăn nuôi gia súc gia cầm cần vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát, phun thuốc khử trùng, tiêu độc chuồng trại và khu vực lân cận 1 lần 1 tuần. Thường xuyên quan sát đàn gia súc gia cầm, nếu thấy biểu hiện bất thường phải báo ngay cho cán bộ thú y xã để có biện pháp can thiệp, xử lý kịp thời. Chỉ đạo nhân dân phát triển đàn gia súc gia cầm trên địa bàn xã, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi trên địa bàn. Thì đến nay thì đàn gia súc gia cầm trên địa bàn xã phát triển ổn định, thì để mà tiếp tục tăng để tiếp tục phát triển đàn gia súc trên địa bàn xã, thì xã cũng xây dựng kế hoạch phát triển đàn gia súc trên địa bàn và tập trung làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân phát triển đàn gia súc gia cầm trên địa bàn và quan tâm làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn xã. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục giao nhiệm vụ cho các cán bộ thú y xã phối hợp với các trưởng bản giám sát dịch bệnh một cách chặt chẽ. Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra đột xuất các thôn bản trong thời gian tiêm phòng, với mục tiêu là ngăn chặn không để dịch bệnh xảy ra gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Theo báo cáo của ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay diện tích gieo cấy lúa mùa toàn tỉnh ước đạt 20.800 ha, đạt 91% kế hoạch, giảm 1.000 ha so với cùng kỳ năm trước do thời tiết mưa muộn, mưa không đồng đều, ảnh hưởng đến tiến độ gieo cấy. Bên cạnh đó, lực lượng lao động trẻ tại các địa phương hầu hết đi làm ăn xa hoặc làm việc tại các doanh nghiệp nên thiếu lao động. Khắc phục khó khăn đó, ngành nông nghiệp các huyện, thành phố tích cực chỉ đạo các địa phương tuyên truyền đến người dân, huy động tối đa phương tiện, nhân lực, khai thông kênh mương, dẫn nước vào đồng ruộng. Thời gian gần đây, do địa bàn tỉnh liên tục có mưa, tại các huyện cơ bản đã đủ nước gieo cấy, cán bộ chuyên môn đã tăng cường xuống cơ sở, đôn đốc nông dân, đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo cấy lúa mùa, đảm bảo theo kế hoạch và thời vụ. Thời gian qua, công tác đầu tư phát triển hệ thống lưới điện phân phối trên địa bàn của tỉnh đã được quan tâm đầu tư. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn của toàn tỉnh vẫn còn 4.044 trên 106.421 hộ, chiếm 3,8% chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Nguyên nhân nguồn vốn trung ương bố trí cho dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Lai Châu đã được Bộ Công Thương phê duyệt dự án đầu tư tại quyết định số 4295 ngày 28 tháng 10 năm 2016 còn chậm, chưa đúng theo kế hoạch. Một số dự án lưới điện truyền tải triển khai chậm so với tiến độ trong quy hoạch. Các nguồn lực của địa phương để đầu tư cho lĩnh vực phát triển lưới điện còn nhiều hạn chế. Nguồn vốn đầu tư của Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam không đủ đáp ứng được nhu cầu đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải và phân phối. Trong 6 tháng đầu năm 2023, huyện Tam Đường đã tiếp 55 lượt với 58 người, bằng 88 vụ việc tiếp nhận và xử lý 53 đơn kiến nghị phản ánh, đã giải quyết 18 đơn, đang giải quyết 37 đơn. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đã tiếp nhận trên 3.600 hồ sơ và đã giải quyết 3.600 hồ sơ. Số hồ sơ đang trong thời gian giải quyết là 27 hồ sơ, không có hồ sơ tồn đọng và quá hạn. Thời gian tới, huyện Tam Đường tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân, tiếp nhận phân loại, giải quyết kịp thời đơn thư, vụ việc khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh theo quy định của pháp luật, đảm bảo không để đơn thư tồn đọng, không để phát sinh khiếu kiện đông người, vụ việc phức tạp. Ngay từ đầu năm, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hoạt động của hội đồng các cấp năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục các cấp đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và đăng tải tin bài tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng, các nội dung văn bản pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về luật tiếp cận thông tin, luật an ninh mạng và các văn bản quy định chi tiết bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu của tỉnh và trực tuyến tại 8 điểm cầu của các huyện, thành phố, 106 xã phường, thị trấn trên địa bàn của toàn tỉnh. Hội nghị đã thu hút được gần 5.000 người tham gia. Các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn của tỉnh đã tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được gần 2.500 cuộc cho trên 200.000 lượt người tham gia. Nội dung thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời sự tiếp theo.